Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang được các nhà thầu triển khai thi công nước rút để bù lại thời gian bị chậm do thiếu cát và mặt bằng thi công. Trong đó có các gói thầu trên địa bàn huyện Thới Lai đang được địa phương thực hiện với phương châm tăng tốc 3K 4 kiếp. Những đội thi công này đang được các nhà thầu bố trí tăng ca để thực hiện các hạng mục xây dựng cầu kênh Thị Đội, cầu kênh Đông Pháp thuộc huyện Thới Lai. Mặc dù thời tiết đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên trên công trình, công nhân vẫn tập trung hoàn thành các hạng mục trước khi mùa mưa bão triều cường về. Em đã đóng hoàn thiện cọc D600 được 2 móng, đang triển khai đóng móng thứ 3 được 12 tim. Còn phần cọc nhồi thì em đã hoàn thiện được một móng, 12 cọc và đã tiến hành đóng cọc thử, khoan được cọc thử một cọc của cái trụ T8. Gói thầu số 13, số 14 thi công phần đường và các cầu giao thông trong dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn huyện Thới Lai có chiều dài gần 14 km, được triển khai từ tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, do thiếu cát nên các nhà thầu thi công trên tuyến chỉ thực hiện các hạng mục phụ trợ. Ngay từ tháng 4 năm 2024, khi mỏ cát đầu tiên được bàn giao cho các nhà thầu trong dự án, thì các đơn vị thi công cao tốc trên địa bàn huyện Thới Lai cũng khẩn trương hơn trong các phương án thi công. Tất cả các gói thầu, nhà thầu đã huy động 20 đầu máy thiết bị, là đã bóc hữu cơ được khoảng 60% trên toàn tuyến. Và hiện tại là chỉ chờ khối lượng cát về, thì nhà thầu sẽ ngay khi có được cấp quyền khai thác là nhà thầu sẽ triển khai đăng ký và cho chở cát về công trường để đắp cấp tập ngay. Và thì theo chủ trương của ban quản lý dự án thì hiện tại là nhà thầu sẽ cho tập trung thông tuyến đường công vụ. Đấy là cái tuyến huyết mạch sẽ đảm bảo cho nhu cầu đi lại và phương tiện vận chuyển vào trong toàn dự án. Đến nay các gói thầu thi công dự án cao tốc đi qua địa bàn huyện Thới Lai đều triển khai đồng loạt và có tiến độ khá hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay còn lại là vẫn chưa di dời hệ thống điện cao thế, trung thế đi qua, việc thi công các hạng mục lại nằm dưới lưới điện này. Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các địa phương để cố gắng để hoàn thành sớm các công việc mà giải phóng mặt bằng các phần còn lại. Các cái đường điện cao thế là chưa di dời. Về phần các cái hệ thống đường cấp thoát nước cũng như là đường trung hạ thế thì hiện nay các địa phương đang phối hợp để thực hiện di dời trong thời gian ngắn sắp tới. Để nhanh tiến độ thi công kết hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác di dời lưới điện, để qua đó các gói thầu thi công cao tốc trên địa bàn huyện Thới Lai hoàn thành đúng theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố.